Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 2, tập 2, chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học là bài km. Km cũng là một cái đơn vị đo độ dài. Mà chẳng hạn như đo quãng đường rất là dài á, chúng ta sử dụng km. Bài số 1 viết vào chỗ trống. 1 km là bằng 1000 m. Sáng nay thầy viết cái giải đơn vị đo, chúng ta ôn lại và chúng ta lấy học được thêm thì học. Thứ nhất là km này, hectom này, dkm, m, dcm, cm và mm. Hiện nay chúng ta học là đơn vị là cm, dcm, m và km. Còn là những đơn vị này thì chúng ta chưa học. Km là đơn vị lớn nhất. Mm là đơn vị nhỏ nhất. Đây là mét. Như vậy viết theo giải như thế này là đơn vị là lớn nhất này, lớn tiếp theo này, lớn này. Rồi này là nhỏ nhất trong bốn đơn vị chúng ta đã học. Hai đơn vị đứng liền kề nhau thì hơn kém nhau là 10 lần. 10 lần. Còn cái này tới đây chúng ta cách nhau là tới 1 2 3. 3 vậy 3 chỗ số 0 vậy là tới 1000. 1 mét ta đổi ra cm là bằng 100. 1 mét mà ta đổi ra dm là bằng 10. Rồi cái này chúng ta đảo ngược lại. 10 dm là bằng 1 mét. 1000 mét là bằng 1 km. 100 cm là bằng 1 mét. Chúng ta qua bài số 2, viết cm, mét hay là km vào chỗ trống. Nhà để xe học sinh dài khoảng cỡ 50 mét. Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Tân An, Long An dài khoảng cỡ 50 km. Nói đến quãng đường thì người ta hay dùng là km. Bàn học cao khoảng 50 cm. Bài số 3. Viết vào chỗ trống. Từ đây đến đây, từ A đến C là 12 km. Rồi từ A đến B là 6 km, đây là chữ thú. Này là từ B tới C là 8 km. Quãng đường từ A đến C không đi qua B dài. Từ A đến C mà không đi qua B thì đi theo đường này. Nè, 12 km. Quãng đường từ A đến C đi qua B. Như vậy thì chúng ta sẽ cộng hai số này lại, 6 ta cộng cho 8. Được. Cái này là đi qua B thì phải đi qua đường này. 6 bằng 8 14 km. Quãng đường đi từ A đến C không qua B. Từ A đến C này không qua B. Ngắn hơn quãng đường từ A đến B đi qua C là bao nhiêu km? Ta lấy 14. Ta trừ cho 12 là bằng 2 km. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4. Bảng dưới đây cho biết độ dài quãng đường từ nhà mẫu bạn đến trường. Từ nhà Sơn đến trường là 709 m. Nhà Tâm đến trường là 790 m. Từ nhà Nga đến trường là 1 km. Từ nhà Cúc đến trường là 800 m. Đúng thì ghi D mà sai thì ghi S. Đường từ nhà Nga đến trường là ngắn nhất. Nhà Nga đến trường đây. Cái này chúng ta thấy là đơn vị là mét mét. Đây là km, chúng ta phải đổi ra mét chúng ta mới so sánh được ha. Bằng 1000 mét. Này là dài nhất chứ ngắn nhất đâu. 1000 mét mà. Vậy là sai. Đường từ nhà Nga đến trường là dài nhất. Cái này đúng nè. Tới 1000 mét, còn tất cả những cái khác là 800, 700 được không à. Rồi, đường từ nhà Sơn đến trường là ngắn nhất.
Sơn đến trường là đâu? Đây bạn Sơn đây, 709. Nhỏ hơn cái này, nhỏ hơn này, này đúng. Bài số 5. Xe đưa gia đình bạn Ngân từ nhà về thành phố Cần Thơ khi đi được là 48 km thì thấy cầu cây số như hình bay. Hỏi quãng đường từ nhà bạn Ngân đến thành phố Cần Thơ dài bao nhiêu km? Đây là cái cột km người ta họ cắm hai bên đường á. Khi mà đi thì chúng ta nhìn bên tay phải chúng ta thấy cái cột này. Cái cột này là có mục đích là khi mà chúng ta thấy cái cột này thì ngay chỗ thấy á thì cách cái thành phố Cần Thơ tới ngay chỗ chúng ta đang thấy cột này là còn là 102 cây nữa thì sẽ tới, được không? Ví dụ như chúng ta đang đi Quảng Nam, chúng ta đi vào Sài Gòn, được không? Chúng ta đi ví dụ như là tới Quảng Ngãi thì chúng ta thấy cái cột nó cũng giống cột y chang này, nhưng người ta ghi là thành phố Hồ Chí Minh, dưới này là ghi là 850 km. Thì chúng ta biết được rằng là chúng ta còn lại là 850 km nữa thì sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy cái cột này nó có ý nghĩa như vậy. Thì bây giờ quay lại cái bài của mình thì chúng ta đã đi được là 48 km. Chúng ta mới nhìn thấy được cái bảng này. Chúng ta thấy cái bảng này thì chúng ta sẽ còn lại 102 km nữa. Đây có nghĩa là đây, ví dụ như này. Từ đây ha. Chúng ta đi tới đây thì chúng ta thấy cái bảng này. Thấy cái bảng này nè. Cái bảng này là ghi là 102 km nữa là tới thành phố Cần Thơ. Như vậy từ đây tới thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ thì là 102 km nữa. Như vậy từ đây tới đây thì chúng ta đi được là 48 km. Rồi. Như vậy còn từ đây tới đây nữa là 102 km. Người ta hỏi là từ nhà đến thành phố Cần Thơ này là bao nhiêu km, thì chúng ta sẽ cộng hai con số này lại với nhau thì nó sẽ ra như vậy. Thì chúng ta sẽ cộng hai số nó lại với nhau ha. Bài giải rồi, số km từ nhà Ngân đến thành phố Cần Thơ là số km từ nhà Ngân đến thành phố Cần Thơ dài là đi. Ta lấy là 48, ta cộng cho 102 bằng 8 là cộng 2 là bằng 10. 48 là cộng 2 là 50. 100 150 km. Đáp số 150 km. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.